Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mai Linh Vui Khỏe Mỗi Ngày. Hôm nay Mai Linh lại hướng dẫn cho các bạn một bản nhạc xuân rất là vui nhộn, được mang tên Xuân Họp Mặt. Thì bài này được chia làm 4 tổ hợp, 1 tổ hợp nhạc dạo và 3 tổ hợp chính trong bài. Và bài này chúng ta chỉ đi một hướng thôi các bạn nhé. Và trước khi vào phần hướng dẫn, mình sẽ đi trước một đoạn, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Năm, sáu, bảy, vào. Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta đến với tổ hợp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi chúng ta đến với tổ hợp thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình vừa thực hiện 3 tổ hợp chính trong bài. Và bây giờ chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Phần nhạc dạo đầu bài thì chúng ta chỉ đứng tại chỗ. Chúng ta nhún sang bên phải, nhún sang bên trái, nhún sang bên phải, nhún sang bên trái. Chúng ta cứ nhún như vậy cho đến khi nào vào phần lời thì thôi nhé các bạn. Vào phần lời thì chúng ta bắt đầu tổ hợp 1. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tổ hợp 1. Đầu tiên chúng ta thực hiện với chân phải. Câu 8 đầu tiên, chúng ta bước chân phải lên phía trước, rồi bước chân trái, rồi bước chân phải, rồi nhịp thứ 4 chúng ta gõ chân trái, sau đó chúng ta lùi trở về bằng chân trái, rồi tới chân phải, tới chân trái, rồi chúng ta lại gõ chân phải. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi câu 8 thứ 2. Câu 8 thứ 2 chúng ta có bước kép sang bên phải. Khi chúng ta bước chân sang bên phải, chúng ta bước hai bước sang bên phải như này, thì tay chúng ta đưa sang bên trái. Khi chúng ta bước chân phải thì chúng ta thu chân trái lại, thì chúng ta cũng thu tay. Rồi khi chúng ta bước chân phải thì chúng ta lại đưa hai tay sang bên trái. Rồi khi chúng ta thu chân trái thì chúng ta lại thu tay lại nhé các bạn. Mình sẽ đếm nhịp động tác 2 như sau. 1, 2, 3, 4. Rồi khi chúng ta thực hiện với chân trái thì tay chúng ta lại đưa sang bên phải nhé các bạn. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8, 1 và 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta lại lặp lại câu 3 và câu 4. Chúng ta lại lặp lại câu 1 và câu 2 nhé các bạn. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện là câu 8, 1, 2, 3 và 4 nhé các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kết thúc tổ hợp 1, bây giờ chúng ta đến với tổ hợp 2. Câu 8 đầu tiên thì các bạn bước chân phải xéo qua bên trái. Rồi sau đó chúng ta bước chân trái ngang với chân phải. Rồi nhịp thứ 3 thì chúng ta lùi chân phải. Rồi sau đó chúng ta lùi tiếp chân trái. Chúng ta lùi chân trái, chúng ta mở mũi bàn chân về hướng tay trái, tức là 90 độ nhé các bạn. Rồi sau đó nhịp thứ 5 thì chúng ta đưa chân phải xéo qua bên trái góc 90 độ, đồng thời kết hợp với tay trái đưa lên cao, tay phải đưa sang ngang. Rồi mình sẽ đếm nhịp câu 8 đầu tiên của tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tương tự như vậy chúng ta thực hiện với chân trái. Chân trái chúng ta bước xéo qua bên phải. Rồi sau đó chúng ta đưa chân phải sang ngang. Rồi chúng ta lùi chân trái. Rồi tiếp theo chúng ta lùi chân phải và chúng ta mở mũi chân phải hướng về góc 90 độ, tức là về mé tay phải nhé các bạn. Rồi sau đó chúng ta lại kết hợp với tay phải đưa lên cao và tay trái chúng ta đưa sang ngang. Rồi chân thì chúng ta bước xéo sang. Đấy là nhịp thứ 5 nhé các bạn. Rồi mình sẽ đến nhịp câu 8 thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi mình kết hợp câu 1 và câu 2 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện câu 8, 1 và 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi chúng ta đến với câu 8 thứ 3 của tổ hợp 2. Câu 8 thứ 3 thì chúng ta có bước mở lùi bằng, bắt đầu bằng chân phải. Chân phải chúng ta lùi ra phía sau, kết hợp với hai tay chúng ta đưa từ ở trong lòng chúng ta tủa sang hai bên nhé các bạn. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, dập lại chân trái. 2, đưa chân phải sang ngang. 3 và 4. Rồi chúng ta thực hiện với chân trái, kết hợp với hai tay đưa sang tủa sang hai bên. 5, 6, 7 và 8. Rồi câu 8 thứ 4 chúng ta cũng thực hiện giống câu 8 thứ 3. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8 thứ 3 và 4. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Vậy là hết tổ hợp thứ 2. Bây giờ mình sâu chuỗi tổ hợp thứ 2 nhé các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình quay lại mặt trước
để thực hiện tổ hợp thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc tổ hợp thứ hai, giờ chúng ta đến với tổ hợp số 3. Tổ số 3 chúng ta có bước rích rắc nhé các bạn. Chúng ta bước chân phải xéo, xéo về bên phải nè, đếm là 1. Rồi thu chân trái là 2. Rồi tiếp theo chúng ta lại bước chân trái xéo sang bên bên trái nhé các bạn. Rồi chúng ta bước sang là 3, thu chân phải là 4. Rồi 4 bước tiếp theo thì chúng ta lại lùi về. Và chúng ta cũng lại thực hiện chân phải bước xéo, bước xéo sang bên phải, rồi thu chân trái. Rồi chúng ta bước lùi chân trái, rồi chúng ta lại thu chân phải. Rồi về phần tay, khi chúng ta bước tiến lên thì chúng ta đưa hai tay lên trên cao. Khi chúng ta lùi về thì chúng ta đưa hai tay xuống thấp. Rồi mình sẽ đếm nhịp tổ hợp 3, câu 8 đầu tiên. 1, 2, 3, 4, rồi lùi về nào. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8 đầu tiên của tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp theo câu 8 thứ 2. Câu 8 thứ 2 thì chúng ta bước chân phải, bước sang bên phải. Và chúng ta bước sang ngang như thế này, chúng ta đếm là 1. Rồi sau đó chúng ta thực hiện với chân trái. Chân trái chúng ta bước xéo lên trên như các bạn. Rồi chúng ta bước xéo, rồi chúng ta cũng bước sang ngang luôn. Nhưng mà chúng ta bước xéo, chúng ta đưa lên qua chân phải. Và chúng ta đếm là 2. Sau đó chúng ta đưa chân phải sang ngang đếm là 3. Rồi thu chân trái là 4. Về phần tay, khi chúng ta bước chân phải thì tay phải chúng ta đưa lên trên cao, tay trái chúng ta đặt, chúng ta để ra phía sau các bạn. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Rồi 4 bước trở về thì chúng ta lại thực hiện với chân trái, rồi kết hợp với tay trái đưa lên cao. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8 thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình kết hợp câu 8 số 1 và 2 nhé các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tư thế này chúng ta vào câu 8 thứ 3. Câu 8 thứ 3 thì chúng ta bước chân xéo sang bên phải, chúng ta chấm mũi thôi. Xéo sang bên trái, bước chân phải xéo sang bên trái, rồi sau đó chúng ta thu về. Rồi chúng ta lại bước sang, chúng ta lại thu về. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Kết hợp với tay, khi chúng ta thực hiện với chân phải thì tay trái chúng ta đưa lên bên mang tay, còn tay phải chúng ta để ra phía sau nhé các bạn. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó chúng ta thực hiện với chân trái, rồi chúng ta đổi tay luôn nhé các bạn. 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại câu 8 thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Rồi câu 8 thứ 4 thì chúng ta bước chân phải sang bên phải, kết hợp với tay. Khi chúng ta bước chân thì tay chúng ta theo ra luôn. 1, 2, 3 và 4. Rồi chúng ta thực hiện với chân trái kết hợp với tay trái. 5, 6, 7 và 8. Rồi câu 8 thứ 4 chúng ta chỉ đi một lượt thôi nhé các bạn. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và là kết thúc tổ hợp số 3. Bây giờ mình sẽ xong chuỗi tổ hợp số 3 nhé các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình quay lại mặt trước để thực hiện tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và kết thúc tổ hợp số 3. Bây giờ chúng ta vào phần nhạc dạo giữa bài. Phần nhạc dạo giữa bài và cuối bài chúng ta đi giống nhau nhé các bạn. Rồi về phần nhạc dạo giữa bài, chúng ta có 8 câu nhạc 8. Chúng ta thực hiện bước cha cha cơ bản dọc và bước mở tiến nhé các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn tổ hợp nhạc dạo. Bắt đầu bằng chân phải, chúng ta lùi ra phía sau kết hợp với hai tay đưa sang ngang. Về phần động tác này thì chúng ta rất là quen thuộc rồi. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 1, 2, 3 và 4. Rồi 5 thì chúng ta kết bước chân trái kết hợp với hai tay đưa trên cao. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Rồi động tác thứ hai, chúng ta có bước mở tiến. Bắt đầu bằng chân phải, kết hợp với tay trái đưa lên cao. 3, 2, 3 và 4. Chúng ta thực hiện với chân trái kết hợp với tay phải đưa lên cao. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 5, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 7, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi sau khi chúng ta thực hiện hết 8 câu nhạc 8 thì chúng ta lại quay trở lại với tổ hợp 1. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt trình tự của bài. Chúng ta sẽ đi thứ tự lần lượt như sau. Đầu tiên chúng ta thực hiện tổ hợp 1, tổ hợp 2. Sau đó chúng ta lại quay lại tổ hợp 1, tổ hợp 2. Rồi chúng ta đi 2 lần như vậy thì chúng ta bước vào tổ hợp 3. Kết thúc tổ hợp 3 thì chúng ta bước vào phần nhạc dạo giữa bài. Kết thúc phần nhạc dạo giữa bài thì chúng ta lại quay lại tổ hợp 1, tổ hợp 2. Sau đó lại quay lại tổ hợp 1, tổ hợp 2 một lần nữa. Rồi chúng ta sau khi chúng ta đi 2 lượt như vậy thì chúng ta bước vào tổ hợp 3.
kết thúc tổ hợp 3 có nghĩa là hết phần lời thì chúng ta lại có phần nhập dạo ở cuối bài, thì chúng ta lại thực hiện phần nhập dạo giữa bài nhé các bạn. Và như vậy là bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Mình chúc các bạn học bài này thành công. Chào các bạn.